Người chồng đặt ra, người vợ đặt ra. À, bà là vợ là bà phải thế này nghe chưa? À, ông là chồng là ông phải thế này nghe chưa? À, tức là mình tự đặt ra này. Bây giờ nó mới không làm theo cái đó là vì từ đau khổ. Không làm ra thì mình đau khổ, mà tất cả những cái đau khổ đó đều do mình quy định. Để rồi mình đau khổ thôi. Tức là bây giờ mình nói là cái này xấu. Nhưng mà mình mà nói xấu mình bỏ đi thì mình bỏ luôn cả cái mặt tốt của nó. Còn mình nói tốt mình lấy vô thì thật ra mình cũng lấy luôn cái mặt xấu của nó. Bởi vì là cái bề đai nào thì nó cũng có cái bề trái. Cái bàn tay nó cũng có hai mặt, mặt phải với mặt trái. Bây giờ nói là tôi lấy cái mặt phải thôi chứ tôi không lấy mặt trái thì còn gì cái bàn tay. Đó, cuộc sống là như vậy. Cuộc sống nó là nhiều mặt. Mà bây giờ mình cứ đòi lấy mặt này bỏ mặt kia. Cái khái niệm mà lấy mặt này bỏ mặt kia đó chính là cái khái niệm phân biệt, chính là cái khái niệm mà mình tự đặt ra cho cái giá trị của mình. Nhưng mà giá trị đó thì vẫn là luân hồi. Giá trị luân hồi là sao? Một người nhà quê ăn sáng ăn khoai mệt quá rồi, bây giờ lên thành phố có thấy phở ngon quá, cái là muốn là thôi bây giờ không ăn khoai ăn sáng nữa, ăn phở thôi. Ngược lại một người ở thành phố đó ăn phở quá rồi, bây giờ nó chán quá rồi, bây giờ về ăn khoai ăn sáng có thể nó trời nó ngon quá này, sao khoai sáng nó ngon quá, thì luân hồi là vậy đó. Tức là đi hồi đi hết một vòng rồi á thì cuối cùng á cũng đi trở lại cái chỗ cũ thôi. Có một người hỏi thầy luân hồi là gì, thầy nói để tôi kể cho nghe một câu chuyện. Câu chuyện luân hồi nói cái ông đó đó, ông làm thợ đục đá, ông đục đá quá trời, cái mệt quá đổ mồ hôi, tay thì đau, mồ hôi thì đổ, quá cực khổ, làm việc nhiều để đói bụng. Cái thấy ông vua đi ngang qua, thấy ông vua đi ngang qua cái nói trời ơi cái ông này sướng hơn mình nhiều, ngồi trên ngựa trên xe rồi được người hầu kẻ hà, muốn ăn gì muốn uống gì rồi đều có hết, mà khỏi làm gì cả, quá khỏe. Ông mới nói là ước gì mà mình mà được làm vua. Thực ra nếu như mà một ông thợ đục đá mà muốn thực sự làm vua đó thì phải trải qua không biết bao nhiêu gian khổ mới là làm vua được. Nhưng bây giờ ta cho đốt giai đoạn. Cho đốt giai đoạn luôn. Muốn ước làm vua cái tự nhiên ông làm vua liền. Ông làm vua cái thì ông được người hầu kẻ hà quá sung sướng. À, anh thấy là mình làm vua là nhất rồi. Đi một đoạn thì trời nắng lên, nắng chang chang. Nóng quá, nếu nắng quá rồi thì bây giờ là người hầu kẻ hà quạt cũng không đủ bát nữa. Uống nước khoai nó vẫn cứ khác. Nó nóng quá nó chịu không nổi. Cho ông mới nói rằng là thì là uy quyền của ông vua cũng không bằng mặt trời. À, cho nên ông mới ước là làm mặt trời. Ông ước làm mặt trời thì là dễ gì mà làm mặt trời được, nhưng mà cho làm luôn. Cho nên ông ước cái được làm mặt trời liền. Ước làm mặt trời cái thì là ông chiếu quá trời quá đất. À, bây giờ mình là uy quyền, chiếu ra mọi người đều đổ mồ hôi hết. Nhưng mà anh chiếu quá đi cho nên là nước bốc hơi. Nước bốc hơi nó thành mây nó che hết trơn, chiếu không được nữa. Ông mới nói, quả thì té ra là mình cũng còn thua mấy. Bây giờ ước gì được làm mây. Cái ông mới biến thành mây liền. Biến thành mây liền là bây giờ anh che hết. Che mặt trời, che mặt trăng, che hết. Tỏ ra mình là có uy quyền cho nó hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc tức là đạt được ý muốn của mình. Anh mới là tạo ra hạnh phúc như vậy đó. Nhưng mà khi anh làm mây á, thì đến cái mùa gió nó thổi ra mà nó thổi mây tan tác hết. Thổi mây tan tác cả thì anh nói chết rồi, mình còn thua gió. Thì anh ước làm gió. Anh ước làm gió cái thì là anh làm gió được liền. À được rồi, bây giờ mình làm gió là mình thổi. Anh thổi tứ tung. Anh thổi quá trời đấy mà thổi cái núi đá thì không sao hết. Thổi cái núi đá thì không sao hết, anh thổi mấy cái núi đá nó cũng nằm yên à. Cái rồi anh nói vậy là mình cũng thua cái núi đá. Thua cái núi đá cái anh mới là ước gì làm núi đá. Được làm núi đá thì anh được làm núi đá liền. Đang chém chè là ngồi vững vàng không có ai làm gì mình được. Thì cái ông thợ đục đá ổng lại đục dưới chân á. Ông đục cái núi đá dưới chân á. Ông nói ủa vậy là mình cũng thua cái ông thợ đục đá. Ước gì mà mình được làm thợ đục đá. Cái ông trở lại làm ông thợ đục đá như cũ.
luân hồi là vậy đó. Tức là cái gì mà mình cố gắng mình đạt được, mình ước muốn mình cố gắng mình đạt được cho được. Thực ra trong lịch sử, từ cái đời mà cái đời hồng hoang gì nguyên thủy gì đó không biết đó. Mà cho đến bây giờ đó, chưa có một xã hội nào đạt được cái gì mà thực sự là đạt được cả. Cực thịnh rồi cũng suy tàn. Bởi vì cái định luật của thành trụ hoài không, sinh trụ dị diệt, đó là như vậy thôi. Nói như vậy đó, giống như ngày hôm qua có một anh hỏi là nói như vậy là mình chẳng có làm gì cả sao? Không phải, để rồi mình sẽ thấy. Một người thấy sự thật sẽ làm được nhiều việc hơn hàng tỷ lần một người chỉ là sống trong ảo mộng. Một người giác ngộ ra được sự thật thì người đó sẽ làm toàn được những sự thật. Cho nên đem lại lợi ích cho mình, cho người rất nhiều. Trong khi đó nếu mình chỉ sống trong ảo mộng đó, thì chỉ đem lại khổ đau cho mình và người mà thôi. Vậy cho nên đó, mình phải thấy được cái gì là cái mà như chân như thật, cái gì là cái thật, mà thật đó là chỉ là quy định thôi. Nhưng mà cái thật này nó có bao nhiêu phần trăm thật, còn bao nhiêu phần trăm là ảo, hay là chỉ mượn cái ảo để mà tạo cái thật thôi, cho cái thật đó cũng không phải là thật. Thì cái này đó là đòi hỏi mình phải là chiêm nghiệm rất nhiều. Hôm nay thầy định nghĩa một cái nghĩa của thiền. Thiền là trải nghiệm cuộc sống. Thiền là trải nghiệm cuộc sống để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. Bởi vì cái cuộc sống này nó đã là chân lý rồi, nhưng mà mình cứ ảo tưởng cho nên mình cứ nghĩ nó thành sai. Sai cho nên bây giờ mình phải đối mặt với sự thật để mà điều chỉnh cái nhận thức lại, điều chỉnh hành vi lại. Cho nên là vì sao gọi là Phật? Phật tức là giác ngộ, tức là đã nhận thức hoàn toàn đúng. Do thanh tịnh, do sáng suốt mà nhận thức đúng. Nhận thức đúng cho nên hành vi đúng. Cho nên Đức Phật được gọi là Bậc Minh Hạnh Túc. Minh tức là nhận thức hoàn toàn đúng. Hành tức là hành động hoàn toàn đúng, hoàn toàn tốt. Bây giờ có thể để thời gian cho quý vị hỏi. Mỗi ngày chúng ta sẽ đào sâu một phương diện nào đó của cái thực hay là của cái cuộc sống này để mình thấy ra được. Đây là một cái vấn đề mà nó rất là quan trọng. Mình phải đào sâu cái này, mình phải chiêm nghiệm thật kỹ cái này. Nếu không á, là mình cứ bị cái giả nó cứ làm cho mình tưởng là thật. Và chính vì cái giả mà mình tưởng là thật cho nên mình cứ mãi là chạy theo cái ảo tưởng và đau khổ. Có một Phật tử có một cái ý kiến như thế này mà thầy thấy là ý kiến này cũng hay. Tức là nếu ai mà trực tiếp hỏi ở đây thì rất tốt, bởi vì đừng có ngại gì cả. Mình hỏi rồi thì sẽ là có thể góp ý với nhau. Nhưng mà có thể có một cách là các vị viết lên trên giấy cái câu hỏi để đưa lên đây, cái là thầy cứ đọc cái câu hỏi đó rồi thầy trả lời. Bởi vì nhiều khi ở dưới đó, một là không dám hỏi, hai là hỏi là phải đem cái micro xuống cho nó phiền phức, mất thì giờ. Cho nên là các vị có thể viết cái câu hỏi ra. Nhưng mà thầy đề nghị như thế này thôi, hỏi một vấn đề gì thì hỏi một vấn đề thôi, chứ đừng có hỏi một vấn đề bên A rồi qua một vấn đề bên B, người ta không có liên hệ gì với nhau. Có thể là trong vấn đề đó nó có hai mục, ba mục gì đó thì được, chứ đừng có hỏi hai ba vấn đề khác nhau. Thì là các vị cứ viết lên trên cái tờ giấy đó, là quý vị đem lên đây. Thì như vậy là sau khi mà thầy giảng một buổi đó, thầy có thể lấy cái giấy đó ra. Thì thầy cũng nói trước, tức là cái câu nào mà thực sự là nó đi vào vấn đề của mình thì thầy mới trả lời. Còn nếu một cái câu hỏi mà nó lạc đề á,
thì thầy sẽ không trả lời để cho nó khỏi mất thì giờ vô ích. Nên là đề nghị là ngày mai có thể là các vị viết câu hỏi ra, và trước khi mình làm việc thì là các vị đưa đến đây. Còn nếu hôm nay đó, hôm nay thì có lẽ là nên hỏi trực tiếp với cái đàn, bởi vì nếu bây giờ viết xong rồi thì mỗi người đưa lên đây là nó lại càng phiền phức thêm nữa. Cho nên bây giờ quý vị cứ hỏi.